Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha từ ái của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì buổi sáng tốt lành Chúa đã ban cho loài người chúng con, để chúng con được yên nghỉ trong phần xác thịt mình để đến với lời của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm tạ ơn Chúa Thánh Linh Ngài đang hiện diện trong cuộc đời của chúng con. Ngài đang ở cùng chúng con và ở trong chúng con để dẫn dắt chúng con vào trong những nét thật mầu nhiệm ở trong lời của Ngài. Đó là bánh hàng sống và nước hàng sống để nuôi dưỡng tâm linh của chúng con, là tâm linh được tạo dựng nên bởi hơi thở của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm tạ Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng con mà san sẻ hơi thở của chính Ngài. Đó là sự sống, sự quyền năng, sức mạnh của Chúa để tạo lên con người bề trong của chúng con theo hình tượng tốt lành của Ngài. Bởi cớ tội lỗi của Adam, tổ phụ của loài người chúng con đã phạm tội trong xác thịt, và bởi cớ tâm linh của Adam đã không quản trị xác thịt mình, khiến cho thân thể xác thịt đó lộng hành, phạm tội ăn trái cây mà Đức Chúa Trời cấm không nên ăn. Và bởi cớ đó mà Đức Chúa Trời đã hành phạt xác thịt trong sự rủa xả, trong sự phán xét, phải trở về bố đất khi ngày qua đời. Còn tâm linh của loài người bị án phạt bởi sự chết, nhưng Chúa đã không để cho loài người vào trong tro bụi, nhưng Ngài đã ban cho loài người một cơ hội để trực trở về với Ngài, để được sự sống đời đời. Đó là ban lời hàng sống của Chúa cho loài người chúng con. Chúa biết loài người chúng con yếu đuối và bất toàn, nên chính Ngài đã đến với chúng con. Ngài đã ẩn mình trong quyền năng vô biên của Ngài để dẫn dắt tâm linh của chúng con nhận biết Ngài, để bước theo Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa đã ban lời hàng sống của Chúa, và lời hàng sống của Chúa đã đến để cứu chuộc chúng con. Chúa Giêsu đã đến trong thân thể xác thịt như thân thể xác thịt loài người chúng con, và dạy dỗ chúng con về con đường trở về với Đức Chúa Cha toàn năng. Chúa Giêsu đã lên thập tự giá, và tại đó Ngài đã đổ huyết ra để cứu chuộc linh hồn chúng con, và tất cả mọi sự thương khó trên thân thể của Ngài đã thành một giá chuộc thân thể chúng con ra khỏi sự đổ xả của luật pháp. Không những thế thôi, Chúa đã ban Thánh Linh của chính Ngài ở trong lòng chúng con để dẫn dắt chúng con vào thật mầu nhiệm, dẫn dắt chúng con vào con đường sự sống đời đời của Ngài. Và buổi sáng hôm nay chúng con tiếp tục học lời của Chúa, chúng con nhận biết rằng Thánh Linh của Chúa đang chờ đợi chúng con để dẫn dắt chúng con vào trong lẽ thật mầu nhiệm, và Ngài ban sức mới cho người bề trong của chúng con. Ngài ghi lời của Ngài trong lòng chúng con, trong trí khôn chúng con, để chúng con có thể nhận biết Ngài rõ hơn và có sức được làm theo bằng lãnh Ngài. Thì giờ quý báu này xin Thánh Linh toàn quyền dẫn dắt, ban ơn và chúc phước cho. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta học tới bài thứ 12 trong loạt bài Giao ước của Đức Chúa Trời lập với Gia-cốp. Kinh thánh nền tảng tôi sử dụng là Sáng Thế Ký đoạn 29 từ câu 11 đến câu số 14. Gia-cốp hôn Ra-chên cất tiếng lên khóc. Vừa khi nghe nói Gia-cốp con trai của em gái mình, thì La-ban chạy đến trước mặt người, ôm choàng lấy mà hôn, rồi mời vào nhà. Gia-cốp thuật lại cho La-ban nghe các việc đã xảy ra. La-ban bèn đáp rằng: thật vậy, cháu là cốt nhục của cậu. Rồi Gia-cốp ở một tháng cùng cậu. Toàn bộ mọi sự đã chép ở trong Kinh Thánh đã được Chúa Giêsu phán rằng đó là sự làm chứng về Ngài, nghĩa là làm chứng về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đối với nhân loại qua lời của Ngài, mà Chúa Giêsu Christ trong thân thể xác thịt như thân thể xác thịt của chúng ta chính là hình bóng về lời của Đức Chúa Trời, là con một, tức là lời duy nhất không bao giờ thay đổi của Đức Chúa Trời, và là món quà cứu rỗi của Đức Trời ban cho nhân loại. Chúa Giêsu cũng phán rằng toàn bộ lời của Đức Trời là con đường duy nhất để đưa loài người trở về với Đức Chúa Cha, và cũng là con đường duy nhất để ban sự sống đời đời cho những người nào tiếp nhận và làm theo lời của Ngài. Trong Giăng đoạn 14 câu 6 chép: vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Trong sự mách bảo này, Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta thấy rõ ba phần, cùng thứ tự của ba phần đó rất rõ ràng. Đó là đường đi phải đến trước, rồi lẽ thật mới đến sau. Và phần cuối cùng của mục đích về sự ban cho đường đi và lẽ thật đây là để đưa người ta đến với sự sống đời đời trong Đức Chúa Trời. Đường đi đây nói về luật pháp cùng các mạng lệnh, điều răn được chép xuống thành văn tự trong Kinh Thánh. Bởi vì đường người ta cần phải nhìn thấy mới đi được, cho nên là được chép thành văn tự. Có lẽ thật là luật pháp thuộc về Thánh Linh sự sống, do chính Đức Thánh Linh ban cho những người nào yêu mến Ngài, vâng giữ và làm theo lời của Đức Chúa Trời. Và luật pháp của Thánh Linh sự sống sẽ được Đức Thánh Linh ghi vào trong lòng của chúng ta, tức là trong tâm linh của chúng ta, tiếng Anh gọi là spirit, trong tâm linh chúng ta, để chúng ta có thể vâng giữ và làm theo lời Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 8 câu 31 đến câu 32 chép: bây giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng
Nếu có ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta, các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Tiếng Anh là set you free, lẽ thật sẽ giải phóng các ngươi. Giăng đoạn 14 câu 23 đến 26 chép: Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta, và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta nhưng bởi Cha là đấng đã sai ta đến. Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho ngươi nhớ lại mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Đức Chúa ban cho là người con đường để là người sẽ đi trên con đường đó để trở về với Đức Chúa Cha, và con đường đó chính là luật pháp chép thành văn tự để cho là người nhìn thấy được. Đức Chúa sẽ nhìn vào thái độ của mỗi người này, mỗi người ở trên đất này khi người ta nhìn vào lời của Đức Chúa Trời. Khi là người chúng ta nhìn vào lời Đức Chúa Trời, Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ biết rõ thái độ của chúng ta, tấm lòng của chúng ta nghĩ gì và hành động gì căn cứ theo lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nhìn thấy điều này loài người làm ở trên đất này. Người ta căn cứ vào đâu để có thể phạt một người lái xe trên đường? Căn cứ vào thái độ của người đó chạy trên con đường đó có đúng theo luật pháp của con đường hay không. Nếu như trên đất này loài người còn biết sử dụng điều đó để mà giữ gìn luật pháp, huống chi Đức Chúa Trời chúng ta đứng mưu luận. Khi chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời, Thánh Linh nhìn chăm vào tấm lòng chúng ta và tâm trí chúng ta xem thái độ chúng ta đối với lời của Chúa ra sao. Lời Chúa cũng cho chúng ta thấy rằng này, này là kẻ mà ta đoái đến, này là kẻ mà ta thương xót, đó là kẻ nghe lời nói ta mà run. Chúa nhìn vào thái độ của tâm lòng của chúng ta. Chúng ta hãy xem lời của Đức Trời nói gì về điều Ngài muốn là người chúng ta đối xử với lời của Ngài. Thi Thiên đoạn 2 câu 11 đến câu 12 chép: Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ và mừng rỡ cách run rẩy. Hãy hôn con, e người nổi giận, và các ngươi hư mất trong đường trắng, vì cơn thành nộ người hòng nổi lên. Phàm kẻ nào nương náu mình nơi người có phước thay. Trong câu 12 này, chữ hôn trong tiếng Hebrew có nghĩa là sự buộc chặt vào, lòng quyến luyến, sự gắn bó với, để trang bị các khí giới, và về phần xác thịt đó là hồn. Còn chữ con ở trong câu 12 này trong tiếng Hebrew có nghĩa là để xây dựng, để tạo con cái, để kiến lập, để sửa chữa, để phục hồi là vầng đá. Còn chữ người nói trong mạch văn này là thay cho chữ con ở trong cái câu này. Tôi nói điều này để chúng ta biết rằng cái sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời giấu ở trong văn tự của Chúa. Tôi đang chuẩn bị để đưa chúng ta vào lưới của Đức Chúa Trời. Tôi đang vây quý vị từ phía xa nên đưa cho quý vị nghe về Thi Thiên để hiểu về chữ hồn. Và như bây giờ chúng ta xem Đức Chúa Trời muốn chúng là người chúng ta buộc chặt lời của Ngài vào cuộc đời của chúng ta như thế nào. Ngài muốn chúng ta có lòng yêu mến gắn bó với lời của Ngài để làm gì? Để nhờ lời của Ngài mà lời của chúng ta được trang bị cho sự khôn ngoan, sự thông sáng, sự hiểu biết và sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Bởi vì nhờ những sự đó mà chúng ta được sống. Bởi vì nhờ các sự khôn ngoan, thông sáng, hiểu biết và sự kính sợ Chúa mà khiến chúng ta lìa xa khỏi điều ác. Khi chúng ta lìa xa khỏi điều ác, chúng ta được trở nên trắng, trở nên thánh khiết, mới chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời thánh khiết được. Và bởi đó mà chúng ta sẽ nhận được sự trang bị của Đức Trời. Và đặc biệt các lẽ thật bổ nhiệm Chúa ban cho chúng ta, đó là các khí giới của nước Đức Chúa Trời. Và nhờ đó chúng ta có thể đánh trận tốt lành cho nước của Đức Chúa Trời và giữ bản thân chúng ta được vững vàng cho đến ngày cuối cùng. Nhờ lời của Đức Trời, tức là hòn đá góc quý báu, là nền bền vững đó mà chúng ta có thể xây dựng cuộc đời chúng ta, cho dòng dõi chúng ta được bền vững, được phước hạnh ở trên đất này. Và cũng bởi cái đó chúng ta có thể hầu việc Chúa bằng tâm thần và lẽ thật được. Châm ngôn đoạn 2 câu 1 đến câu 10 chép: Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, giành giữ mạng lệnh ta nơi lòng con, để lắng tai nghe sự khôn ngoan và chuyên lòng con về sự thông sáng, phải nếu con kêu cầu sự phân biện và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng, nếu con tìm nó như tiền bạc và cướp nó như bửu vật ẩn bí, bây giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời. Vì Đức Giê-hô-va ban sự khôn ngoan, từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng. Ngài dành dơn ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng. Ngài là thuẫn đỡ của người làm theo sự đoan chánh.
phù hộ các lối của người công bình và giữ gìn đường của các thánh đồ Ngài. Bây giờ con sẽ hiểu biết sự công bình, sự lý đoán, sự chánh trực và các nẻo lành. Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con và linh hồn con sẽ lấy sự hiểu biết làm vui thích. Trong bài trước, chúng ta đã được Thánh Linh bày tỏ cho được hiểu biết ý nghĩa mầu nhiệm của chữ Rachel, vợ tương lai của Jacob. Rachel trong tiếng Hebrew là một cuộc hành trình bằng đường bộ, là một chặng đường đi theo một thời gian đã định, là một chiên cái có sức lực nổi bật nhất giữa bầy chiên. Về mặt chữ chiên cái này tôi chưa giải thích. Chiên cái có nghĩa là sẽ sanh sản, đúng không nào? Nhưng mà đồng thời có là hình bóng của đấng chăn chiên. Chúa Giê-xu là đấng chăn chiên lớn và chúng ta là những người chăn chiên nhỏ trong những người chăn chiên của Ngài. Khi Gia-cốp nhìn thấy Ra-chên, con gái La-ban cậu mình, thì người liền đến gần lăn hòn đá ra khỏi miệng giếng cho bầy chiên của La-ban cậu mình uống nước. Căn cứ theo sự mặc khải của Đức Thánh Linh về hình ảnh tiên tri giữa Gia-cốp và Ra-chên và những sự đã chép trong phân đoạn trên, chúng ta có thể thấy được những điều đã xảy ra, đã ứng nghiệm và đang tiếp tục được ứng nghiệm cho những người được kêu gọi vào chức vụ chăn chiên. Chúng ta nhớ là không phải chỉ có mục sư mới là chức vụ chăn chiên này. Tất cả mọi người đều được kêu gọi vào chức vụ chăn chiên. Vì chính Chúa đã mệnh lệnh cho các sứ đồ Ngài là gì? Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Vì mỗi người chúng ta đều là chiên của Chúa. Mỗi người chúng ta đều có chiên, đó là con chúng ta hoặc vợ chúng ta. Người nhà của chúng ta là chiên của Chúa. Chúng ta phải chăn họ. Bất cứ người nào có lá thật của Chúa thì có đều có trách nhiệm phải chăn bầy chiên của Chúa cho những người khác nữa. Tức là chiên của Chúa đó. Khi những người được Đức Trời kêu gọi, chọn làm người chăn chiên, đang trên đường học theo lời Chúa đó, mà nhìn thấy được, cảm nhận được, kinh nghiệm được con đường mà Chúa đã ban cho mình. Chúng ta nhớ là ra trên mang ý nghĩa là gì? Là một chặng đường, là một quãng đường, hay là một cái phần đường, hay là cái kế hoạch mà Đức Trời đã ban cho chúng ta. Ví dụ khi chúng ta trong chiêm bao, con chiêm mà Chúa bày tỏ cho chúng ta, Ngài giao công việc cho chúng ta trong chiêm bao. Cũng giống như là sứ đồ Phao-lô trong chiêm bao thấy một người Macedoan nói rằng thì hãy đến giúp chúng tôi. Thì ngay khi ông tỉnh dậy, ông nói gì? Ông đoán định rằng Đức Thánh Linh đã kêu gọi họ sang xứ Macedoan để giảng tin lành. Và đúng như vậy. Như vậy là trong chiêm bao ông đã nhìn biết rằng đoạn đường mà mình phải đi, công việc mình phải làm. Thì ngay lập tức những người chăn chiên đã nhìn thấy được ra trên thuộc linh này, nhìn thấy được đoạn đường mà Chúa gọi cho mình đó, thì ngay lập tức họ phải làm gì nhỉ? Khi chúng ta nhận được một công việc, chúng ta làm gì trước? Mở Kinh Thánh ra xem lời Chúa nói gì về công việc này, phải không nào? Gia-cốp khi nhìn thấy ra trên, người làm gì? Người đến ngay cái giếng đó, đến gần hòn đá, đến gần hòn đá trước đã, rồi mới lăn hòn đá ra khỏi miệng giếng để gì? Để lấy nước trong giếng đó mà cho bầy chiên của La-ban uống nước. Hình bóng cho chúng ta là khi chúng ta được biết Chúa kêu gọi mình và chức vụ đó và công việc đó, lập tức chúng ta phải đến đây, đến gần với hòn đá, đến với Chúa Giê-xu, đến ngay với đấng ban sự sống cho mình, đấng tạo dựng cho mình vì lời Chúa tạo dựng cho chúng ta. Chúng ta đến với hòn đá này, đến gì? Lại gần đó, trở thành người lân cận với hòn đá này. Khi chúng ta đến hòn đá đó, chúng ta sẽ nhìn thấy là lẽ thật. Bởi vì Đức Trời là thần, mà Chúa muốn chúng ta chăn bầy chiên của Chúa bằng gì? Bằng lẽ thật. Bằng nước hàng sống và bánh hàng sống. Vì Chúa muốn nuôi dưỡng tâm linh của những người được chuộc. Vì tâm linh của chúng ta được sống đời đời với Chúa. Còn xác thịt sẽ trở về bụi đất. Nếu như một người đó qua đời trên đất này trước khi Chúa sưu tái lâm. Còn nếu không, chúng ta sẽ được biến hóa thân thể này để được trở về thiên đàng với Chúa. Những người được Chúa kêu gọi vào chức vụ chăn chiên, khi nhìn thấy con đường Chúa đã bày tỏ cho mình, họ đến gần hòn đá để nhận biết được mình phải làm gì. Họ không bàn với thịt và huyết nữa, họ bàn với xác thịt nữa, nhưng họ đến với vầng đá, họ đến với nền tảng bền vững để nhận biết rằng mình phải học hỏi để suy gẫm, để tìm kiếm ý muốn của Đức Trời cùng tất cả một sự khôn ngoan thông sáng ở trong này. Ngày nay người ta bảo là phải đến trường thần đạo, phải trường thần đạo sẽ tốt hơn cái người không biết gì, nhưng không thể thay thế Đức Thánh Linh được. Trường thần đạo là kinh nghiệm được cách làm việc của các đời đã trải qua để rút kinh nghiệm cho đến ngày hôm nay thôi, chưa được cập nhật hàng ngày được.
Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta thì ngài nói gì nhỉ? Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Cái bối cảnh của Argentina khác bối cảnh của New York, bối cảnh của New York khác bối cảnh của Toronto, cũng như khác với bối cảnh của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Nên Chúa cứ gọi ai, ngài biết rằng ngài sẽ sử dụng cái người đó ở vùng nào, mà Chúa sẽ sai người đó tại vùng đó, đến vùng đó, và ngài sẽ dạy người đó làm sao để có thể phục vụ Chúa thật tốt ở cái vùng đó. Và bởi đó Chúa muốn chúng ta điều đó. Hebrew đoạn 10 câu 7 chép thì: Tôi bèn nói, hỡi Đức Chúa Trời, này tôi đến, trong sách có chép về tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Gia-cốp nhìn thấy ra trên thì người đến gần hòn đá. Có những người chăn chiên khi biết được, khi nhìn thấy được và hiểu được điều Chúa gọi mình thì họ đến đâu? Đến với lời của Đức Chúa Trời để xem Chúa bảo mình làm như thế nào. Chúng ta nhớ là khi dân Israel được mệnh lệnh vào xứ Canaan, Đức Chúa Trời mệnh lệnh Giô-suê như thế nào nhỉ? Quyển sách luật pháp này chớ hề sai miệng người, hãy suy gẫm nó ngày và đêm và cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy mới được may mắn cho con đường ra, mới được phước. Mạng lệnh phải vượt qua sông Giô-đan để vào xứ Canaan, nhưng mà phải suy gẫm luật pháp. Thì chúng ta cũng vậy. Khi những người đó đã đến gần hòn đá sớm, Đức Thánh Linh biết rõ tấm lòng của họ. Vì Chúa là đấng dò xét lòng dạ đời người, ngài biết rõ người này đến với lời của ngài để làm gì. Và nếu vì mục đích để hiểu ý muốn của Chúa, để làm công việc ngài sai cho đi làm đó, thì Chúa sẽ mở chi cho, và bây giờ ngài sẽ giúp cho người đó có thể lăn được cái hòn đá đậy miệng giếng ra, và bây giờ mới thấy được nước giếng và lấy được nước mà uống và cho bầy chiên của Chúa uống nữa. Bây giờ chúng ta xem lời Chúa nói gì vì sự ứng nghiệm của lẽ thật mầu nhiệm này qua sứ đồ Phaolô. Galati đoạn 1 câu 11 đến câu 17 chép: Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng tin lành mà tôi đã truyền chẳng phải đến từ loài người đâu, vì tôi không nhận và cũng không học tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Jesus Christ. Và anh em đã nghe lúc trước tôi theo giáo Giuđa cách cư xử của tôi là thế nào. Tôi bắt bớ và phá tán hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng. Tôi tấn tới trong giáo Giuđa hơn nhiều người cùng tuổi cùng nước với tôi. Tôi là người xuất sắc quá đỗi về cựu truyền của tổ phụ tôi. Nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Tôi cũng không lên thành Jerusalem đến cùng những người đã làm sứ đồ trước tôi. Xong tôi đi qua xứ Arabi, sau rồi trở về thành Đa Mách. Đây là lời của sứ đồ Phao-lô. Khi ông đã nhìn thấy con đường Chúa bày tỏ cho mình rồi, khi nhìn thấy con của Đức Chúa Trời rồi, thì ông nói gì? Ông không bàn với thịt và huyết nữa. Ông không lên thành Jerusalem để gặp các sứ đồ. Ông biệt riêng mình ra để làm gì? Để ở riêng với Chúa. Ông vào trong đồng vắng Ả Rập tới 3 năm trong đó để được biệt riêng ra. Để làm gì? Để ông được đến gần hòn đá sống. Ông đến gần với vầng đá. Ông đến gần cái hòn đá mà đậy cái miệng giếng đó, để trở thành người lân cận. Và tại cái đồng vắng Ả Rập này, ông được Đức Chúa Trời bày tỏ cho những sự mầu nhiệm giấu kín từ cái đời thượng cổ, để qua Phao-lô mà bày tỏ lại cho hội thánh của Chúa. Và chính Phao-lô được Đức Thánh trang bị các lẽ thật mầu nhiệm và truyền đạt lại cho hội thánh của ngài. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 1 đến câu 7 chép: Ấy bởi ân điển đó mà tôi, Phao-lô, vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Jesus Christ. Và anh em có nghe Đức Chúa Trời ban trước cho tôi là ân điển mà ngài vì anh em phó cho tôi. Thế nào bởi sự tỏ ra tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. Đọc đến thì anh em có thể thấy rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của ngài. Lẽ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Chúa Jesus Christ. Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành ấy, cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép ngài, tức là bởi quyền năng của quyền phép ngài. Khi chúng ta là những người được Đức Chúa Trời chọn và lập giáo ước với, thấy được con đường, thấy được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời bày tỏ cho chính chúng ta,
Tức là khi chúng ta nhìn thấy lời của Đức Trời bày tỏ cho chính mình, tâm linh mình nhận biết mình được kêu gọi. Mà ngay lúc đó chúng ta đến với lời của Chúa để suy gẫm lời của Chúa, tìm kiếm lời của Chúa, để xem lời Chúa nói gì về mình và Chúa muốn mình làm điều gì ở trong nước của Ngài và phải làm như thế nào, thì bây giờ thì mình biết rõ chúng ta đã tìm kiếm Ngài, yêu mến Ngài và nhận biết mình là ai ở trước mặt Chúa và Chúa là ai đối với mình. Thì bây giờ Thánh Linh nhận biết là chúng ta đang đến để trở thành người lân cận, để gần gũi với lời của Ngài. Đó chính là dấu hiệu, là bằng chứng rằng chúng ta yêu Đức Chúa Trời. Khi một đôi trai gái tỏ tình yêu nhau, họ tỏ tình bằng gì? Thường thường bằng giấy tờ. Nhìn thấy lời mà biết là người đó yêu mình hay không yêu mình. Mày mở miệng nói hơi khó, đúng không nào? Chúng ta yêu Đức Trời qua lời của Ngài trong văn tự. Rồi khi chúng ta nhận biết là Chúa đã ở cạnh chúng ta, ở gần chúng ta rồi, bây giờ chúng ta mới biết lắng tai nghe chứ, phải không nào? Còn nếu chúng ta không nhận biết Ngài có thể nghe được tiếng chúng ta nói, thì làm sao chúng ta có thể tỏ tình với Ngài được? Nhưng qua lời của Ngài chúng ta tin rằng Chúa là đấng quyền năng, Ngài đứng cạnh chúng ta, Ngài thể nghe bất cứ lời nào chúng ta nói được, thì bây giờ chúng ta mới mở miệng cầu xin, phải không nào? Để thông công với Ngài. Và chỉ khi là chúng ta trở thành người lân cận, gần gũi với lời Đức Trời, bây giờ Thánh Linh biết rõ chúng ta yêu với Ngài, Ngài sẽ cho chúng ta có thể lăn được hòn đá ra. Sự lăn đây có nghĩa là gì? Mở trang, nhìn thấy là thật bên trong, tức là gì? Nhìn thấy giếng nước và lấy được nước của giếng đền, là đã thật dấu kín trong lời văn tự của Kinh Thánh. Sáng Thế Ký đoạn 29 câu 11 chép: Jacob hôn ra trên, cất tiếng lên khóc. Bản Kinh James Version chép đầy đủ hơn bản tiếng dịch của tiếng Việt là: And Jacob kissed Rachel and lifted up his voice and wept. Bản tiếng Việt dịch theo văn học là gì? Cất tiếng lên khóc thôi, thì có thể là khóc nhỏ. Nhưng mà trong bản tiếng Anh chép là lift up his voice, là gì? Cất cao cái giọng của mình lên. Wept là gì? Than khóc trong nước mắt. Có nghĩa là Jacob hôn ra trên và cất cao giọng của mình và than khóc. Đây là văn tự. Chữ hôn trong câu này cũng chính là chữ hôn được chép trong Thi Thiên đoạn 2 câu 12. Trong tiếng Hebrew là sự buộc chặt vào, lòng quyến luyến, sự gắn bó với, để được trang bị các khí giới hôn. Hãy hôn con, e người nổi giận. Hãy buộc chặt lời của Đức Trời vào mình. Hãy quyến luyến. Thế nào là quyến luyến? Yêu thương, quyến luyến bảo nó là gì? Hãy quyến luyến nó, đi đâu mà không cầm theo cuốn Kinh Thánh, khó chịu lắm. Đó là gì? Quý vị mà đi đường xa mà quên cái bóp tiền ở nhà, thấy buồn không? Lo lắm, phải quay về nhà lấy ngay, bảo nó. Người chiến sĩ ra mặt trận mà bỏ quên súng là thôi, cũng như là người nông dân đi ngoài đồng cày mà bỏ quên cày ở nhà thì không thể chịu được rồi. Phải quyến luyến lời của Ngài, buộc chặt lời của Ngài vào mình, nghĩa là gì? Vũ khí bất ly thân, để trang bị khí giới của Đức Chúa Trời cho mình. Ấy là nói về chữ hôn lời của Đức Chúa Trời. Hình ảnh Jacob hôn ra trên và cất cao giọng của mình để than khóc đây chính là bức tranh tiên tri, một bức tranh nói tiên tri về những người thuộc về Đức Chúa Christ. Khi nhận biết được lời Đức Trời chính là con đường mà Đức Trời dành cho mình, sắm sẵn cho mình, ban cho mình, để nhờ đó mà mình có thể trở về với Đức Chúa Cha, được hưởng sự sống về đời. Nhận biết con đường đó vì Đức Chúa Trời, vì tình yêu thương của Ngài, vì sự thương xót của Ngài mà Ngài ban điều đó cho loài người, và nhờ lời Đức Chúa Trời chỉ cho mà chúng ta nhận biết tội lỗi của mình. Và bây giờ chúng ta trước tình yêu của Chúa và nhìn vào chính mình, thấy mình tội lỗi quá. Bây giờ để có thể giải thích vấn đề này, chúng ta có thể thấy rõ như thế này. Một cô gái lọ lem kia, khi trở về đến nhà thì có một người nói này: cô ơi, cô có biết cô là công chúa không? Bà không. Tại sao tôi là công chúa được? Tôi là con của các bà phù thủy này. Bà không, cô là công chúa, cô lại đây đi. Và dựng cái gương lên, cô nhìn vào cô đi. Thì tôi như thế này, tại sao của công chúa? Bà không, dán bức hình thật của cô lên. Đây này, hình của cô này, dán lên. Cô ta nhìn mình và nhìn thấy cái bức hình thật của mình, cô ta khóc. Cô ta khóc bởi vì cô nhìn thấy chính cô rất là đẹp. Nhưng tại sao bây giờ cô như thế này? Cái gương đó giúp cho cô nhận biết mình là ai. Lời Đức Chúa Trời giúp ta nhận biết chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Và lời Đức Chúa Trời giúp ta nhận biết Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta vô cùng. Yêu đến mức độ mà trong 5 ngày trước đó, Đức Chúa Trời tạo dựng này muôn vật trong vũ trụ này rồi, trên trái đất này rồi. Đến ngày thứ 6 ngày tạo dựng chúng ta, rồi gì? Ban phước cho, ban quyền phép cho, để quản trị công việc tay Chúa làm. Và qua lời Đức Chúa chúng ta biết rõ ràng là gì? Mỗi buổi chiều Đức Giê-hô-va là vua của muôn vua, hàng tỷ tỷ thiên sứ đều thờ phượng Ngài, nhưng Ngài trực tiếp đến vườn Ê-đen để thông công với mình. Và mình nhìn thấy tình yêu của Chúa
Và cũng nhờ lời của Chúa chỉ cho chúng ta, tội lỗi chúng ta đã làm kinh khủng vô cùng, và chúng ta khóc lóc. Gia-cốp hôn Ra-chên. Đó hình ảnh chúng ta gì? Buộc chặt lời của Chúa vào chúng ta, quyến luyến lời của Chúa. Tức là gì? Hành động chúng ta buộc chặt đó gì? Hàng ngày đó là liên tục. Về đến nhà là việc đầu tiên, mở nó ra. Xong giản dỗ gì là rửa nó ra. Chúng ta buộc chặt vào, nhất là không cởi được ra nữa. Và bây giờ chúng ta nhận biết được điều đó, chúng ta bắt đầu than khóc. Than khóc, trong nước mắt, cất tiếng mình khóc này. Sự cất cao tiếng có nghĩa là gì? Chứ lift up tức là gì? Nâng nó lên. Nó đã đổ rồi, nâng nó lên. Nói với con người bề trong của chúng ta, trước khi nhận biết Chúa khó khóc lắm. Nhưng cháu nó khi đến với Chúa, hiểu được tình yêu của Chúa rồi, những tháng đầu tiên tôi đến với Chúa khóc ít lắm. Nhưng khi bắt đầu biết là thật, khóc nhiều nữa. Khóc đến mức độ có đêm nó khóc một lúc mà buổi tối nó khóc không còn giấy để mà chùi nữa. Đặt lên cái mắt thì nó vọt qua khe ra ngoài. Khóc như vậy. Đấy hình ảnh cái gì? Gia-cốp hôn ra trên, cất tiếng đừng khóc. Mà bức tranh tiên tri. Để khi chúng ta nhận biết Ngài. Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 12 đến câu 13 chép: Nhưng ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Chữ nhận trong câu 12 này trong tiếng Hy Lạp là chữ Labano, có nghĩa là bám chặt lấy, nắm chặt lấy, giữ chặt lấy, sở hữu lấy. Nó cũng đồng nghĩa với chữ hôn vậy. Nhưng ai đã hôn con của Đức Chúa Trời, tức là hãy buộc chặt mình với lời của Đức Chúa Trời, thì được ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Gia-cốp cất cao giọng của mình nên khóc đó. Là hình ảnh tiên tri về điều sẽ đã và đang tiếp tục xảy ra trong thời kỳ giáo ước mới này, mà những người được chuộc bởi huyết của Đức Chúa Jesus Christ, nghĩa là tâm linh của con người bên trong chúng ta, khi nhận biết được tình yêu Đức Trời, bắt đầu gì? Cất tiếng của mình lên, đấu tranh với xác thịt mình, và nó khóc. Có nhiều người nói tại sao khóc, người lớn còn khóc à? Con trai tôi thấy người ta, ô người lớn còn khóc kìa. Người lớn mà được Chúa động chạm còn khóc nhiều hơn con ít. Mà tại sao khóc? Khóc là sự vui mừng. Mình nghe một người nào đó làm chứng rằng người đó được chữa lành, khóc. Nghe làm chứng được quyền phép của Chúa khiến người ta được tái sanh, khóc. Tại sao? Vui mừng. Có người bên trong bắt đầu cất tiếng của mình lên khóc. Nó một sự biểu lộ sự vui mừng, sự kể lể của mình ra. Vì con người bên trong vốn bị cầm tù bởi tội lỗi từ Adam, nó bị đè bẹp rồi. Nhưng bây giờ có cơ hội nó cất tiếng lên, nâng lên. Lift up tức là gì? Cất lên, nâng nó lên để được khóc lóc, để kể lể với Chúa. Chứ cất tiếng lên khóc ở trong tiếng Hebrew, chứ tiếng đây có nghĩa là tiếng kêu, tiếng gọi lớn tiếng, hoặc trong sự mừng rỡ, hoặc trong sự đau đớn, là lời công bố, lời tuyên cáo. Chứ khóc ở trong câu này trong tiếng Hebrew có nghĩa là gì? Sự than khóc về điều gì đó, sự than khóc kể lể trong sự hối tiếc, có nước mắt. Tất cả những người thực sự có lòng tin yêu lời của Đức Chúa Trời thì cuộc đời của họ đều sẽ kinh nghiệm được những ngày tháng, những giây phút tàn vỡ lòng ra, khóc lóc. Đầu tiên họ khóc lóc kể lể, phải không nào? Kể lể tội lỗi của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời trong sự ăn năn xưng tội mình. Nhưng tiếp đến họ làm gì? Họ bởi đức tin họ công bố những điều gì mà Chúa hứa với họ. Rằng gì? Chúng con đã được Chúa tha thứ rồi, bởi có lời chép rằng nếu tôi ăn năn xưng tội mình thì Ngài là thành tín mà cất khỏi chúng tôi mọi điều gian ác, phải không nào? Chúng ta công bố ngoài sự than khóc kể lể tội lỗi mình ra, nhưng cũng công bố rằng chúng con đã ăn năn tội lỗi mình rồi, Ngài đã tha thứ cho chúng con và chúng con tiếp nhận Ngài, và Ngài tiếp nhận chúng con. Con là của Ngài, Ngài cũng là của con nữa. Chúng ta công bố. Đó là nghĩa của chữ cất tiếng liền khóc. Sáng ký ở 29 câu 11 và câu 12 chép: Gia-cốp hôn Ra-chên, cất tiếng liền khóc, rồi nói cho chàng biết rằng mình là bà con với cha nàng, tức con trai của Rebecca. Nàng bèn chạy về thuật lại cho cha hay. Vì chúng ta xem sự mầu nhiệm ở đây. Bản King James Version chép câu 12 như này: And Jacob told Rachel that he was her father's brother, and that he was Rebecca's son. And she ran and told her father. Nghĩa là rồi Gia-cốp kể chi tiết cho Ra-chên biết rằng mình là anh em với cha của người, tên là cha của Ra-chên, và mình là con trai của Rebecca. Ra-chên liền chạy ngay về báo cho cha của mình.
Khi chúng ta tra cứu đến cội nguồn của từ ngữ, chúng ta thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đọc bản dịch của tiếng Việt, chúng ta thấy Gia-cốp là bà con. Bởi vì bản dịch tiếng Việt dịch theo nghĩa của văn tự, văn học. Nhưng mà Nguyên Văn không nói bà con. Nguyên Văn nói là anh em của là bạn. Chung nó là bà con. Còn ở trong Lê Vi Ký 25, không làm gì. Nếu anh em ngươi trở nên nghèo mà bán một phần sản nghiệp mình thì ngươi là bà con gần, thì có chữ bà con gần rõ ràng. Nhưng đây không hề nói một chữ nào tiếng bà con cả, mà nó là anh em. Ủa, có điều gì mâu thuẫn tại đây không? Trong lời Đức Trời không hề có sự mâu thuẫn. Nhưng mà những sự mà người ta có thể cho đó là mâu thuẫn đó, thì chính điều đó cũng là dấu hiệu về sự mầu nhiệm được chôn giấu nữa. Chúng ta hãy xem lại lời Chúa trong Thi Thiên 110 câu 1. Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: hãy ngồi bên hữu ta, chứ chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi. Thi thiên này do David làm ra và được Chúa Giê-xu phán đó là luật pháp, là kinh thánh và không thể bỏ được. Ở trong Giăng đoạn 10 câu 34 đến 36 chép lần này. Nhưng mà chính Chúa Giê-xu lại chất vấn lại những người Giu-đa đã gọi ngài là con vua David. Ở trong Luca đoạn 20 câu 41 đến 44 chép này. Đức Chúa Giê-xu hỏi họ rằng: làm sao người ta nói được rằng Đấng Christ là con vua David? Vì chính vua David đã nói trong Thi Thiên rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi rằng: hãy ngồi bên hữu ta cho đến khi ta bắt kẻ nghịch ngươi làm bệ chân ngươi. Vậy vua David gọi ngài bằng Chúa, có lẽ nào ngài là con vua ấy được? Lời Chúa không hề có sự mâu thuẫn. Nhưng mà trong sự muốn lộng của Đức Chúa Trời thì khi sự sáng chưa đến thì người ta làm việc trong bóng, trong bóng của luật pháp. Nhưng khi sự sáng đã tới thì người ta không làm theo bóng nữa mà làm theo hình. Làm theo hình. Do đó nếu chúng ta đã ở trong sự sáng của Chúa rồi mà còn hiểu theo cách của bóng thì chúng ta sẽ không thể làm theo hình được. Mà để có thể làm công việc của Đức Chúa Trời bằng lẽ thật, bằng tâm thần thì chúng ta phải làm theo hình. Làm theo hình. Và phải hiểu được ý nghĩa thật của hình. Tức là hiểu và làm theo lẽ thật trong đời Chúa. Hebrew đoạn 10 câu 1 đến câu 5 chép: và luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tới lễ mỗi năm hàng dâng như vậy mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được. Nếu được thì những kẻ thờ phượng thật đã một lần được sạch rồi, lương tâm họ không còn biết tội lỗi nữa, nhân đó há chẳng thôi dâng tế lễ hay sao? Trái lại, những tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi, vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. Bởi vậy cho nên Đấng Christ khi vào thế gian phán rằng: Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã sắm sửa cho một thân thể cho tôi. Tất cả luật pháp đó đều là bóng. Khi Chúa Giê-xu đến ban sự sáng của chính Ngài và Thánh Linh đến để bày tỏ sự sáng đó ra, thì chúng ta phải hiểu và hầu việc Chúa trong sự sáng. Đó là lẽ thật của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là lời của Đức Chúa Trời, và lời của Đức Chúa Trời chính là Chúa của chúng ta. Nhưng cũng chính Chúa Giê-xu đã phán rằng: ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình mà phán rằng: này là mẹ ta cùng anh em ta. Vì hễ ai làm theo ý muốn cha ta ở trên trời thì người đó là anh em, chị em cùng là mẹ ta vậy. Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 48 đến 50. Đây điều mầu nhiệm mà những người bên Công giáo không hiểu được. Và chính vì thế là gì? Người ta thờ bà Maria. Trong khi đó bà Maria đã phải nói trước mặt thiên sứ của Gabriel. Thiên sứ Gabriel là gì nhỉ? Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin điều đó xảy ra cho tôi như lời người truyền. Trước một thiên sứ, bà còn nói là tôi tớ Chúa. Trong tiệc cưới tại Cana, bà Maria đã nói với Chúa rằng người ta hết rượu rồi. Chúa đã của trách bà: hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Chúa nói là ngươi có biết ngươi là ai không? Mà ngươi dám sai khiến ta? Ngươi là con của ta chứ không phải là ngươi là mẹ ta. Vì chức vụ Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Mà khi thiên sứ Gabriel nói cho bà biết rằng là gì? Chính Ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng có nhiều khi chúng ta có ơn của Chúa trong mình, nghĩ rằng đó là của mình, mà muốn làm điều gì đó thì ý mình, mà chúng ta không biết rằng lời Chúa chính là Chúa của chúng ta. Và bà Maria là tôi tới Chúa. Chúa sử dụng bà Maria như một con đường hợp pháp để nhập thế, để cứu chuộc nhân loại. Cũng như ngày hôm nay Chúa ban phép cho chúng ta được nhận lấy lời của Đức Chúa Trời như lời của chính chúng ta để công bố lời của Đức Chúa Trời. Và Chúa nói như thế nào? Nếu chúng ta nhận lấy lời của Đức Chúa Trời, yêu mến lời của Chúa, cưu mang lời của Chúa, giữ lời của Chúa như là người mẹ cưu mang đứa con trong bụng mình, gìn giữ bào thai đó cho an toàn, nuôi dưỡng nó, chăm sóc nó, vui mừng vì cớ đứa con đó,
Chúng nói về trách nhiệm và quyền sở hữu, chứ không phải là chúng ta là sinh ra lời Đức Trời. Nhưng mà Chúa nói chúng ta quyền hợp pháp kế tự cha của mình, là công bố lời của cha mình, và nó thuộc về chúng ta mà quyền phép để mang lại ích lợi cho chúng ta trong công việc của nhà Chúa. Và chính Chúa Giêsu Ngài cũng nói Ngài là con trai của loài người nữa. Khi Chúa nói đây, và con người, đây bản tiếng Việt, nhưng mà tiếng Anh thì nói là gì? The son of man. Son of man nghĩa là bất cứ người nào tiếp nhận Chúa và biết mình là con Đức Chúa Trời, hợp pháp được sử dụng lời của cha mình để nói qua bộ về mình. Mà khi lời chúng ta được nói ra như vậy, Chúa đãi là gì? Chúa đãi chúng ta tùy theo lời Ngài nghe miệng chúng ta nói. Khi chúng ta nói lời Chúa qua bộ miệng chúng ta thừa hưởng quyền năng của lời đó. Và chúng ta có trách nhiệm đối với lời đã nói ra khỏi miệng mình, và đồng thời được thừa hưởng kế tự cái lời đó. Nên Chúa gọi chúng ta, Chúa gọi chính Ngài là gì? Con trai của loài người, hay là lời nói của loài người, sứ giả của loài người, hạt giống của loài người. Vì chữ con đây có nghĩa là hạt giống, dòng dõi, sứ giả, con cái. Điều có chép trong nguyên văn của tiếng Hebrew về sự Gia-cốp nói mình có quan hệ anh em với La-ban đây không phải là nhầm lẫn, mà là sự mầu nhiệm. Bản tiếng Việt dịch theo cách của văn học chứ không theo ý nghĩa thuộc linh nên nó gọi giữ bà con, nhưng mà nguyên văn trong tiếng Hebrew thì chép là anh em, trong tiếng Anh là brother, và trong tiếng Hebrew có nghĩa là anh em trai cùng môn đạo, là đạo hữu. Để tôi xem cái quan hệ giữa Jacob với Laban trực dòng như thế nào, trực dòng như thế nào. Vì thực tế ra mẹ của Jacob là Rebecca, mà Jacob thì trực dòng của Isaac chứ không phải trực dòng của Laban. Nhưng tại sao ở đây lại nói là trực dòng từ Laban? Đây là sự mầu nhiệm để chúng ta xem đây. Điều này được chính Chúa Giêsu làm sáng tỏ, và cũng được lời của Chúa chép trong các bàn thư tín của các sứ đồ ở trong phần Tân Ước. Mà Chúa Giêsu đã gọi chúng ta là anh em Ngài, là bạn hữu Ngài. Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 48 đến 50 chép Ngài đáp rằng: ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình mà phán rằng: này là mẹ ta cùng anh em ta. Vì hễ ai làm thấy muốn cha ta ở trên trời thì người đó là anh em, chị em ta, cũng là mẹ ta vậy. Luca đoạn 12 câu 4 chép: ta nói cùng các ngươi là bạn hữu ta, đừng sợ kẻ giết xác rồi sau không làm gì được nữa. Giăng đoạn 15 câu 14 đến 15 chép: ví thử các ngươi làm điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm, nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Roma đoạn 8 câu 29 chép: vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Chúa Giêsu là lời của Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Chúng ta được Đức Chúa Trời tạo dựng bằng lời của Ngài. Khi chúng ta quỳ gối cầu nguyện tiếp nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của cuộc đời mình, bằng cách nào chúng ta có thể tin rằng Đức Chúa Trời đã nghe lời của chúng ta? Làm sao chúng ta có thể tin rằng chúng ta quỳ gối cầu nguyện đây, Chúa đã nhận lời và tiếp nhận chúng ta làm con cái của Ngài, và chúng ta được hợp pháp trở thành con cái của Chúa? Ai sẽ chuyển lời chúng ta cầu nguyện lên Đức Chúa Trời trên thiên đàng? Ai chuyển lời chúng ta cầu nguyện đó lên tới ngôi của Đức Chúa Trời trên thiên đàng? Khi Jacob trình bày những sự về mình, ra trên ngay lập tức chạy về báo cho La-ban. Đây là một bức tranh tiên tri. Khi chúng ta quỳ gối xuống nói chuyện với Đức Chúa Trời, ai chuyển lời đó tới Đức Chúa Cha? Ra trên lúc này là hình bóng về Đấng Christ, hình bóng về lời của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu hứa rằng Ngài ở cùng chúng ta luôn cho đến tận thế. Bây giờ chúng ta xem Kinh Thánh nói gì về ý nghĩa này. Không phải là tôi giải thích nữa, mà Kinh Thánh giải thích. Tại xứ Babylon, nơi mà dân Israel bị bắt làm phù tù, tin chi Daniel quỳ gối mặc bao gai đội cho cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xưng tội tội lỗi của tổ phụ mình trước mặt Đức Chúa Trời. Thì Kinh Thánh chép như thế này: Đa-đuyên đoạn 9 câu 20-23 chép: ta còn đang nói và cầu nguyện, xưng tội lỗi ta và tội lỗi dân Israel ta, và ta dâng lời nài xin trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta, vì núi thánh Đức Chúa Trời ta. Vậy ta còn nói trong khi cầu nguyện: này Gabriel, người mà ta đã thấy trong sự hiện thấy lúc đầu tiên, được sai bay mau đến đụng ta độ lúc dâng lễ chiều hôm. Người dạy dỗ ta và nói cùng ta rằng: hỡi Daniel,
Bây giờ ta ra để ban sự khôn ngoan và thông sáng cho ngươi. Lời phán dặn đã ra từ khi ngươi bắt đầu nài xin. Và ta đến để tỏ lời đó cho ngươi, vì ngươi đã được yêu quý lắm. Vậy hãy suy nghĩ sự đó và hãy hiểu biết sự hiện thấy. Ngay từ khi miệng của tiên tri Đa-đen mở miệng ra bắt đầu nài xin, thì Đức Chúa Trời đã trả lời người. Và Ngài đã sai thiên sứ của Ngài truyền mạng lệnh tới Đa-niên. Khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ rao giảng tin lành của nước Đức Trời trên đất này, Ngài đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Và Đức Chúa Giêsu không cần phải chờ đợi thời gian bao lâu để nhận được sự trả lời của Đức Chúa Cha. Kinh Thánh chép ở trong Giăng đoạn 12 câu 26 đến 28 chép: Nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì Cha ta ắt tôn quý người. Hiện nay tâm thần ta bối rối, ta sẽ nói gì? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng ấy cũng vì sự đó mà con đến giờ này. Cha ơi, xin làm sáng danh Cha. Bây giờ có tiếng từ trên trời phán xuống rằng ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa. Ngay lập tức Đức Chúa Trời phán xuống ngay cho Chúa Giêsu. Chính Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu nhận lên lại mọi lời cầu nguyện của chúng ta và truyền đạt trực tiếp cho Đức Chúa Trời là quan án công bình. Ngài đang ngồi tòa xét xử muôn dân. Mọi thông tin, mọi tin tức mà nói ra từ môi miệng chúng ta được tới quan án công bình, và Ngài lập tức trả lời cho chúng ta. Ngày nay chính Đức Thánh Linh của Đấng Christ vẫn ở luôn với những người thuộc về Ngài, vì chính Chúa Giêsu đã hứa với các môn đồ rằng Ngài thường ở luôn với chúng ta cho đến tận thế. Ma-thi-ơ 28 câu 20. La-ban là cha của Ra-chên, và danh xưng của La-ban trong tiếng Hebrew có nghĩa bóng là trắng, tinh sạch, thánh khiết. La-ban đây là hình bóng trong sự quan hệ này, trong mối quan hệ chúng ta học đây, là hình bóng về Đức Chúa Cha, mà Ra-chên hình bóng về Chúa Giêsu Christ đấng chăn chiên. Chúng ta nhớ là Ra-chên là người chăn chiên cho La-ban cha của mình. Toàn bộ ý nghĩa về sự Gia-cốp tỏ mình với Ra-chên và sự báo tin ngay cho La-ban biết về Gia-cốp đây trên hình ảnh tiên tri về sự cứu rỗi của Đức Trời đối với nhân loại. Mà Gia-cốp hình bóng cho tâm linh của những người muốn nhận được sự cứu rỗi của Đức Trời ban cho mình, và là hình bóng cho những người được Chúa kêu gọi và đang trên đường để nhận được chức vụ mà Chúa ban cho mình. Khi chúng ta đối diện với lời Đức Chúa Trời như là Gia-cốp đối diện với lại Ra-chên, vì Ra-chên hình bóng của thân thể của Đấng Christ, đấng chăn chiên của Đức Chúa Cha, và La-ban hình bóng của Đức Chúa Cha trong ý nghĩa của mối quan hệ này, chúng ta sẽ nhờ lời Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta biết mình vốn là con của Đức Chúa Trời. Gia-cốp nói mình là con ai mà trực thuộc dòng với lại La-ban này đó. Tỏ mình ra. Khi chúng ta công bố điều đó, chúng ta phải biết rằng là có nhiều người ngày hôm nay đã không nhận được ân điển của Đức Trời như đáng phải nhận được, bởi vì họ không được dạy dỗ đúng đắn và đầy đủ. Nhưng khi họ cầu nguyện rồi, họ tin Chúa rồi, họ coi là xong việc rồi. Rồi biết rằng khi họ qua đời thì Chúa đón họ về thiên đàng, vậy thôi. Còn họ cứ tiếp tục làm điều gì đó cho cuộc thể họ, còn bỏ qua tất cả những điều gì Kinh Thánh chép về họ. Nhưng mà mỗi ngày chúng ta phải nhận biết là chúng ta là con Đức Chúa Trời, chúng ta được thừa hưởng tất cả những điều gì mà Chúa đã chép trong Kinh Thánh này. Hay là cái chính xác là gì? Cuốn Kinh Thánh đây vừa là giấy khai sinh, vừa là tờ di chúc, vừa là gì? Giấy ủy quyền của Đức Chúa Trời ban cho con cái của Ngài. Và chúng ta phải sử dụng nó trong mọi công việc. Chúng ta bị kẻ gian hạ hiếp, chúng ta phải có bố chủ quyền của mình chứ. Gia-cốp đến nói về này, ra trên nói về mình là con của ai, là anh em bà con với La-ban như thế nào, phải kể ra tất cả mọi sự đó. Chúng ta cũng vậy, hàng ngày chúng ta cũng bao giờ con là con của Đức Chúa Trời, Ngài là cha của con. Bây giờ con thưa chuyện với cha vì điều này, vì điều này. Chúng ta thông công với cha của chúng ta, chúng ta đề đạt những ý kiến chúng ta đã nhận định và muốn Chúa làm gì cho chúng ta. Chúng ta báo cáo về mọi công việc mà kẻ thù đang tấn công chúng ta, về ăn ta, và chúng ta đang cùng với Chúa cai trị. Bất cứ một người nào khi làm nhiệm vụ, họ phải đúng ở trong cái chức năng của họ. Bất cứ một người nào vào trong công ty hiện nay là phải có một cái giấy bảng đeo ngực, là có tên của mình, có ảnh nữa để ta nhận biết chứ. Bất cứ công ty nào bây giờ cũng làm điều đó, và bất cứ một công xưởng nào cũng thế. Có công xưởng là còn cái áo cũng có thêu tên luôn ở trên đó luôn, để người ta nhận biết mình là ai. Thì cũng có thể như vậy, khi chúng ta đến với lời của Đức Chúa Trời, chúng ta phải nói rõ mình là ai và Đức Chúa Trời là ai của chúng ta. Tại sao Chúa muốn chúng ta nói điều đó ra? Bởi mỗi khi chúng ta nói như vậy, chúng ta nhắc nhở cho chính tâm linh ta biết trách nhiệm của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Không những nhận biết mình có trách nhiệm làm gì, đồng thời mình cũng biết rằng là nếu có trách nhiệm ấy là mình cũng có chủ quyền, có uy quyền
làm được điều gì căn cứ theo lời của Đức Trời. Và khi chúng ta nhắc lại trách nhiệm của mình, chúng ta cũng đồng thời cũng biết rằng Chúa đang hiện diện. Khi nhắc lại điều đó, chúng ta biết rõ ràng chúng ta đang ở đâu, xung quanh chúng ta đang có điều gì xảy ra, và chúng ta tỉnh thức. Tỉnh thức. Đó là điều Chúa muốn chúng ta nói về lời của Ngài. Sáng thế ký đoạn 1 câu 26-27 chép: Chúa Đức Trời phán rằng, chúng ta hãy làm lên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Trời dựng lên loài người như hình Ngài, Ngài dựng lên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng lên người nam cùng người nữ. Chúng ta công bố lời Đức Trời, nhớ lại rằng phải, Kinh Thánh có chép từ ban đầu, Chúa dựng lên chúng ta theo ảnh tượng Đức Trời, Ngài dựng chúng ta bằng lời của Ngài. Điều Gia-cốp nói mình là bà con gần, hay là mình là anh em với La-ban đây, cũng như chúng ta đến trước mặt Chúa, chúng ta cầu nguyện, lời cầu nguyện chúng ta công bố chủ quyền của Đức Trời trên chúng ta thuộc về Ngài. Căn cứ theo lời đã chép. Rồi trong sách Gióp đoạn 33 câu 4 chép: Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, hơi thở của Đức Toàn Năng đã ban cho tôi sự sống. Chúa muốn chúng ta nói lại điều này, bởi vì chúng ta đang đánh trận, mà cuộc đời của sự chúng ta đang tìm cách lừa dối chúng ta. Nhưng khi chúng ta hiểu rõ được mình là ai trước mặt Chúa, thì sẽ đang không lừa chúng ta được. Chúng ta thắng bởi vì cớ chúng ta có lời của Chúa trong chúng ta. Ta biết rõ chúng ta là ai, có trách nhiệm gì và có quyền hạn làm điều gì. Tiếp nữa, ở Thi Thiên 33 câu 6 chép: Các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Như vậy, trong hai câu này, các tiên sứ với tân binh ta không khác nhau. Ma quỷ cũng thể vì cứ đó mà gì khinh rẻ chúng ta được, bởi vì Gióp 33 câu 4 chép về Thần Đức Chúa Trời sáng tạo tôi, hơi thở của Đức Toàn Năng ban cho tôi sự sống. Như vậy là chúng ta đã tạo dựng nên bởi hơi thở của Chúa, bởi thần linh của Ngài. Còn Thi Thiên 33 câu 6 chép: Các tầng trời được làm nên bởi lời của Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Hai bức tranh gặp lại giống hệt nhau. Như vậy chúng ta không thể tự coi mình là thấp hèn được. Chúng ta không phải là do loài khỉ loài vượn sinh ra, chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Thân thể xác thịt này do chính Chúa nắm lên, không giống loài khỉ, không giống loài vượn. Nó phải nói là nó giống loài người, chúng ta thì chúng ta giống loài khỉ được. Hebrew đoạn 11 câu 3 chép: Bởi đức tin chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Như vậy, căn cứ theo lời của Chúa, chúng ta công bố chúng ta là bà con với Đức Chúa Trời. Chúng ta là bà con, là anh em với lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta có quan hệ rất mật thiết, rất gần gũi với Đức Chúa Trời, với lời của Ngài nữa. Khi chúng ta kêu cầu Đức Chúa Trời đoái thương đến sự sống của chúng ta, và chúng ta công bố theo như lời Chúa đã chép về chúng ta rằng chúng ta là con của Ngài, chúng ta là anh em với lời của Đức Chúa Trời, vì Ngài tạo dựng chúng ta bằng lời của Ngài, chúng ta là bà con gần với lời của Đức Chúa Trời và với Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta không thể nói lộng ngôn được. Khi xưa Chúa Giê-xu nói Ngài là con Đức Chúa Trời, người Giê-đa nói Ngài là nói lộng ngôn. Ngày hôm nay chúng ta phải nói điều này, hỏi cho người ta không thể vu chúng ta là nói lộng ngôn được, bởi có lời đã chép. Và Chúa rất vui mừng khi chúng ta tin vào lời của Ngài. Trong lời cầu nguyện chúng ta khi tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của cuộc đời mình, chúng ta đã xưng danh Chúa ra và bày tỏ đức tin chúng ta vào lời của Ngài. Nên nhờ lời của Chúa chỉ cho chúng ta được dạn dĩ đến gần Chúa mà gọi Ngài là cha của chúng ta. Chính sự dạn dĩ của Gia-cốp khi gặp Ra-chên đã hôn Ra-chên và kể tất cả mọi sự ra. Những sự thuộc về mình ra với Ra-chên này là hình bóng về điều chúng ta đến với Chúa suốt ngày nay. Và ngay lập tức Ra-chên báo lại cho cha của mình là La-ban, cũng chính nhà gì? Chính lời hứa của Chúa báo ngay lập tức những điều chúng ta vừa công bố ra tới Đức Chúa Cha. Sáng thế ký đoạn 29 câu 13 chép: Vừa khi nghe nói Gia-cốp con trai của em gái mình là La-ban chạy đến trước mặt người, ôm choàng lấy mà hôn, rồi mời vào nhà. Gia-cốp thuật lại cho La-ban nghe các việc đã xảy ra. Khi chúng ta quỳ gối cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của cuộc đời mình, chúng ta không phải chờ đợi lâu xem Ngài có nhận chúng ta hay không, có bị từ chối không. Nhưng mà bởi đức tin của chúng ta và bởi lời của Chúa, chúng ta nhận biết ngay rằng ngay khi chúng ta vừa dứt lời cầu nguyện để xin được hưởng sự cứu rỗi của Chúa, thì ngay lập tức Đức Trời đã nhận lời cầu nguyện đó của chúng ta. Vì Roma đoạn 10 câu 13 chép: Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Chúng ta tin quyết điều đó. Bây giờ ta đặt hai câu hỏi để so sánh. Ai chỉ cho Gia-cốp biết La-ban là cậu của mình? Isaac và Rebecca, đúng không? Ai chỉ cho người ta biết Đức Chúa Jesus Christ chính là con của Đức Chúa Trời? Lời của Chúa, chính Đức Chúa Jesus Christ là lời Đức Chúa Trời, nói Ngài là con Đức Chúa Trời, và Hội Thánh của Chúa dạy chúng ta, đúng chưa nào?
Chúa Jesus Christ và hội thánh của Ngài có phải là một cặp vợ chồng không? Dạ phải. Isaac là hình bóng của Đức Chúa Jesus Christ và Rebecca là hình bóng cho thân thể của Đấng Christ, của thánh của Ngài. Ai đã chỉ cho Jacob biết Rachel là con của Laban, những người chăn xứ Charan? Mà những người chăn xứ Charan đó là đại diện cho ai? Những người truyền giáo, những người chăn chiên của Đấng Christ ngày hôm nay. Ai chỉ cho chúng ta biết rằng chúng ta vốn là con trai Đức Trời Chí Cao? Các tôi tớ của Chúa trong hội thánh của Đấng Christ dùng lời của Đức Trời để dạy chúng ta, có đúng không nào? Như vậy căn cứ hai bức tranh này, chúng ta so sánh thấy những sự thuộc về bóng nhưng hay những sự nói về hình đã được ứng nghiệm khi sự sáng đã được đến. Isaac và Rebecca là người sanh ra Jacob và họ chính là bóng của Đức Chúa Jesus Christ và hội thánh của Ngài đã sanh ra, tức là khiến chúng ta được sanh ra, được tái sanh trong nước của Đức Chúa Trời. Và qua Isaac và Rebecca mà Jacob biết Laban là cậu của mình. Nghĩa là Jacob nhờ đó mà biết mình có mối quan hệ mật thiết với Laban và là hình bóng cho sự nhờ Đức Chúa Jesus Christ và hội thánh của Ngài mà chúng ta nhận biết mình là con của Đức Trời Chí Cao. Chính Chúa Jesus đã phán. Và Thi Thiên 82 câu 6 cũng rõ. Được không? Chính vì Jacob có sự hiểu biết về mối quan hệ của mình với Laban nên người có đức tin và băng qua chặng đường dài đó để đến với Laban. Cũng một thể như vậy, chúng ta nhờ sự mách bảo của Đấng tạo dựng chúng ta, nhờ lời của Chúa, nhờ Đức Thánh Linh Ngài mà chúng ta được dạn dĩ đến với Chúa mà gọi Ngài là cha của mình. Chúng ta đi, rõ ràng là Jacob đi chưa biết Laban mình là ai cả, chỉ nghe nói thôi. Chúng ta cũng vậy, chưa nhìn thấy Đức Trời, chỉ nghe nói. Nhưng bởi đức tin, nhờ lời của Chúa mà chúng ta bước tới với Đức Chúa Cha. Qua những người chăn chiên xứ Charan mà Jacob nhận biết ra trên là con của Laban cậu mình, và qua những người truyền giáo, dù ra những người đó có thể chưa được hưởng quyền phép của Đức Thánh Linh, nhưng mà qua họ và qua lời của Chúa, qua môi miệng họ mà chúng ta nhận biết chúng ta là con của Đức Chúa Trời, nhận biết rằng Chúa Jesus Christ là con của Đức Chúa Trời chi cao, phải không nào? Sáng thế ký đoạn 29 câu 13 chép: vừa khi nghe nói Jacob con trai của em gái mình thì Laban chạy đến trước mặt người ôm choàng lấy mà hôn rồi mời vào nhà. Bản Kinh James Version này chép đầy đủ hơn: and it came to pass when Laban heard the tidings of Jacob, his sister's son, that he ran to meet him and embraced him and kissed him and brought him into his house. Có nghĩa là vừa khi nghe được tin tức của Jacob, con trai của em gái mình, Laban liền chạy ngay tới để gặp Jacob rồi đem người vào nhà của mình. Rất rõ ràng như vậy. Bây giờ ta xem từng từ một đây. Chữ chạy ở đây trong tiếng Hebrew là gấp rút, ngay lập tức, vội vàng. Chúng ta nhớ lại chuyện Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu nguyện không? Khi chúng ta cầu nguyện, người yêu mến Chúa, người công bình cầu nguyện thì gì? Ngài vội vàng đến để mà giải quyết công việc cho những người cầu xin Ngài, đúng không nào? Chưa gặp trong bản tiếng Việt gặp là trước mặt đây, nhưng kỳ thực trong tiếng Anh là gặp. Ở trong tiếng Hebrew có nghĩa là gặp mặt, chạm trán, tức là đối diện ngay lập tức. Chú ôm choàng đấy ở trong câu này trong tiếng Hebrew là ôm ghi chặt lấy, nắm chặt lấy. Chữ mời trong câu này trong tiếng Hebrew là công nhận, chấp nhận, mang theo, đem theo, dẫn dắt. Chữ nhà trong câu này trong tiếng Hebrew có nghĩa là nhà, là gia đình, là đền thờ, là cửa ngõ, là con đường để xây dựng, để sửa chữa, để tạo dựng, để sanh sản con cái. Vì nó gồm tới hai chữ mà chữ cuối cùng là Bena, gốc của tiếng Hebrew số 1129, tức là vầng đá. Khi chúng ta cầu nguyện rằng Chúa ơi con tin theo lời của Ngài, căn cứ theo lời của Chúa đây. Khi Jacob nhìn thấy ra trên kể lể về mình, khi người ta nhìn thấy lời của Chúa, chúng ta biết ô đúng rồi, tôi là con của Đức Trời. Và tôi bắt đầu tôi cầu nguyện lại: Chúa, lời của Chúa có chép về con, bây giờ con làm để theo ý của Chúa đây. Con là con cái của Ngài, Ngài đứng tạo dựng đến con đây. Khi Chúa nghe được chúng ta cầu nguyện bởi đức tin, nhận biết mình là con Đức Trời, Ngài không từ chối chúng ta. Ngài không thể chối mình được, vì Ngài là cha của chúng ta. Ngài ngay lập tức ôm chúng ta lại cho Ngài. Đem chúng ta vào đâu? Đem chúng ta vào lời của chính Ngài, đền thờ. Ngài đem ta vào. Con người thờ đấy, tôi tin Chúa, Chúa ban phước cho con, Chúa chắc là cho con đi. Được, người cứ ở nhà. Nhưng mà khi chúng ta tin vào lời của Chúa, nhận biết mình rõ ràng là con Đức Trời, mình cầu xin Ngài tỏ mình rằng mình là con của Đức Trời, thì ngay lập tức Ngài đem chúng ta vào chính lời của Ngài. Ngài bắt đầu bày tỏ mọi sự Ngài có ở trong lời của Ngài. Mọi sự Ngài có đã được nói trong Kinh Thánh đây, bày tỏ về điều Chúa muốn chúng ta nhận được, Ngài làm cho chúng ta.
Cho nên là chúng ta thấy rằng càng ngày chúng ta đi theo Chúa, chúng ta càng thấy yêu Chúa hơn. Bởi vì sao? Chúa đem chúng ta vào trong nhà của Ngài, Ngài bày tỏ tất cả điều gì Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta. Là bạn chạy đến ôm lấy, ôm lấy, ôm chặt lấy và đem vào trong nhà. Bản tiếng Việt là mời vào nhà. Nhưng không, đấy là gì? Đem vào trong nhà của mình. Nhà của mình là lời của Đức Chúa Trời, trong đền thờ của Chúa. Để làm gì? Chứ nhà đây trong tiếng Hebrew gốc của nó là chiếc bằng đá. Để làm gì? Nó là cửa ngõ, nó là đền thờ, nó là con đường để sửa chữa, để xây dựng, để tạo dựng, để sanh sản con cái. Ngài đem chúng ta vào lời của Ngài để làm gì? Trước hết vậy, rửa sạch chúng ta, khiến chúng ta được sạch sẽ, được nên thánh, để được trang bị tất cả mọi cái điều quý giá của Ngài cho chúng ta. La Ban nói gì? Quả thật, nên là cốt nhục của cậu. La Ban không chối. Quanh hành La Ban nghe được tin tức về Gia-cốp đối với mình, người liền chạy đến để gặp Gia-cốp, đem người trong nhà của mình trên hình ảnh tiên tri về Đức Chúa Trời báo trước sự cứu rỗi của Ngài cho chúng ta. Ngài đang chờ đón chúng ta, mong mỏi chúng ta, giống như người cha mong chờ đứa con hoang đàng trở về vậy. Bây giờ xem lời mầu nhiệm này. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 6 chép: lẽ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Chúa Jesus Christ. Ngay khi chúng ta so với dân Israel, tức là chúng ta là dân ngoại, nhưng mà qua tin lành của Đức Chúa Trời và bởi các tôi tớ của Đấng Christ truyền giảng cho chúng ta hiểu được chúng ta là ai trước mặt Chúa, mà chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Trời là cha của mình và mình là con của Ngài, mà chúng ta nhận biết tình yêu của Chúa đến với chúng ta, và bởi cơ đó mà chúng ta hạ mình xuống quỳ gối cầu nguyện tiếp nhận Ngài, thì ngay lập tức Đức Trời đến với chúng ta, ôm chặt chúng ta vào. Chúa ôm chặt đây là gì? Không buông ra, ghì chặt lấy, không ai cướp được. Ngài đem chúng ta vào, vào đâu? Vào trong nhà của Ngài. Ngài đem chúng ta vào trong lời của Ngài. Để làm gì? Để dùng nước trong để làm sạch chúng ta. Phi-líp thứ nhất đoạn 1 câu 24 đến 25 và tiếp tới sang đoạn thứ 2 từ câu 1 đến câu 10 chép: vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ, cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo tin lành đã giảng ra cho anh em. Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, thì hãy ham thích sữa thiêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào, hãy đến gần Ngài là hòn đá sống bị người ta loại ra, song được chọn là quý trước mặt Đức Chúa Trời. Và anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thiêng liêng, là chức tế lễ thánh đặng dâng của tế lễ thiêng liêng nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: này ta đặt tại Sion hòn đá góc, nhà đã chọn lựa và quý báu, ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên cho anh em là kẻ đã tin thì là đá quý, nhưng cho kẻ không tin thì hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra bèn trở lên đá góc nhà, là đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã. Họ đã bị vấp đá đó vì không vâng phục đạo, và điều ấy đã định sẵn trọ rồi. Nhưng anh em và dòng giống được lựa chọn là chức thể tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em giao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời; trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Chính Đấng Christ đã lấy nước trong khiến hội nền thánh. Ngày đem chúng ta vào lời của Chúa, hãy dùng nước trong. Nước trong đây là nói về lẽ thật, làm sạch chúng ta. Vì khi chúng ta nhận biết lẽ thật giải phóng chúng ta ra khỏi tối tăm, khỏi tội lỗi, phải không nào? Ngài làm sạch chúng ta và để cho chúng ta được trang bị sự thánh khiết của Ngài. Sáng thế ký đoạn 29 câu 14 chép: La Ban bèn đáp rằng: thật vậy, cháu là cốt nhục của cậu, rồi Gia-cốp ở một tháng cùng cậu. Bản kinh chiêm vẫn dần chép: and Laban said to him, surely thou art my bone and my flesh, and he abhorred with him the space of a month. Có nghĩa là La-ban nói với Gia-cốp rằng: quả thật cháu là xương của ta, là thịt của ta. Rồi Gia-cốp lưu lại với La-ban khoảng một tháng. Đây là văn tự, chuyển ngữ văn tự. Chữ xương cốt ở trong câu này trong tiếng Hebrew có nghĩa là trở nên rất mạnh, có quyền thế,
lớn, có quyền lực mạnh, có quyền năng trở nên vô số. Như vậy, Laban nói với Jacob rằng này, cháu quả thật là xương của cậu, là thịt của cậu. Bản tiếng Việt nói cốt nhục thì nó âm Hán Việt cũng không sai, nhưng mà chúng ta nhìn thấy là xương của cậu, vì nó nói là my bone and my flesh, hai từ riêng biệt là thịt của cậu, xương của cậu. Nhưng mà trong tiếng Hebrew thì chúng ta thấy gì? Có người bề trong của chúng ta cũng như là cái xương cốt của nhà vậy. Có người bề trong chúng ta được gọi là gì? Người mạnh sức. Ở đây trong tiếng Hebrew là trở nên rất mạnh sức, có quyền thế lớn, có quyền lực mạnh, là quyền năng, và trở nên vô số, ta không đếm được. Có người bề trong của chúng ta rất là mạnh. Còn chữ thịt ở đây có nghĩa là thân thể xác thịt, có màu đỏ huyết để loan báo tin lành, để giảng, để công bố tin tức. Như vậy Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta có mục đích rõ ràng, là để chúng ta được công bố lời của Đức Chúa Trời, để bày tỏ huyết, tức là bày tỏ quyền năng của sự sống, nói về lẽ thật. Nhiệm vụ chúng ta được tạo dựng trên đất này thờ phượng Chúa, để công bố lời Chúa. Trong công bố lời Chúa đó có công bố lẽ thật của Đức Chúa Trời. Chữ ở trong câu này trong tiếng Hebrew có nghĩa là chịu đựng, lưu lại, cứ ở trong, chăm chú vào, kết hợp là một với ai, tuần theo. Còn chữ tháng ở đây trong tiếng Hebrew là được trở nên mới, được tái dựng lại, để được sửa chữa, là tuần trăng mới. Tất cả những điều này đều là hình bóng tiên tri rằng khi chúng ta nhận biết mình là con Đức Chúa Trời và cầu xin Đức Chúa Trời, thì ngay lập tức Chúa đón chúng ta, tiếp nhận chúng ta, ôm chặt lấy, đem vào trong lời của Ngài, bày tỏ lời của Ngài cho chúng ta, dùng nước trong, tức là lẽ thật của Chúa, để khiến chúng ta được nên thánh và biến đổi chúng ta được nên mới. Ở đây Jacob khi được Chúa đem vào trong lời của Ngài thì lập tức không còn đi đâu nữa, vui mừng quá, ở trong lời của Chúa, cứ ở trong lời của Chúa để làm gì? Để tâm trí này được đổi nên mới, được đổi nên mới, để được sửa chữa lại, để được chữa lành, để được gây dựng lại, để được phục hồi lại. Và khi chúng ta nhận biết chúng ta là con Đức Trời, chúng ta bắt đầu gì? Vào trong nhà của Ngài, vào trong lời Chúa đây, và chúng ta để làm gì nhỉ? Xem những gì Chúa chép về chúng ta, nhận lấy cho mình để thay đổi rồi đi. À, khi chúng ta mua chiếc xe vào, nhận biết một số cái đồ nhái ở trong xe chúng ta, mà ta bắt đầu gì? So sánh tiêu chuẩn và đúng cái điều origin của nó, và ta thay cái điều thật vào, bỏ cái điều giả ra. Cũng có thể như vậy, chúng ta bắt đầu thanh lọc tất cả thôi thật xấu trong chúng ta, đuổi tất cả các tà linh ẩn náu trong cuộc đời chúng ta, từ lỗ tổ tổ phụ truyền lại ra, đuổi hết đi, thay đổi chúng ta bằng lời của Đức Chúa Trời, sống theo lời Đức Chúa Trời, và để chúng ta được trở nên mới, được tái dựng lại, được tái sanh, được sửa chữa. Đó là ý nghĩa của chữ một tháng, có một cái thời kỳ. Tại vì nếu chúng ta không được đổi mới, Chúa sẽ không cho chúng ta chăn bề trên của Ngài đâu. Ngày nay người ta là gì? Người vào trường thần đạo chẳng có thay đổi gì cả, con người cũ vẫn đó, chỉ tăng thêm một số kiến thức thôi, rồi ra là người chăn chiên rồi, và cuối cùng chiên cũng giống như họ luôn. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta phải làm theo đúng con đường mà Chúa đã mặc định cho chúng ta đây. Sau khi Laban nghe Jacob kể lại tất cả mọi sự thuộc về mình, Laban công bố sự thật đúng như những gì Jacob biết, và Jacob ở lại với lại Laban thêm một tháng nữa. Điều Laban công bố về mối quan hệ cốt nhục trực dòng giữa mình với Jacob đây chính là bóng tiên tri về sự bày tỏ thân linh cho những người thuộc về Ngài, là những người được chọn làm tôi tớ của Chúa, được trở nên người chăn chiên trong nước của Ngài. Chúng ta có một mối quan hệ rất mật thiết với Đức Chúa Trời. Và trong cái thật mầu nhiệm này, khi chúng ta được Đức Chúa Trời tiếp nhận chúng ta làm con của Ngài, chúng ta được Chúa đem chúng ta vào trong lời của Ngài, trong nhà của Chúa, mà Ngài làm chúng ta được nên thánh, chúng ta được nhận những trách nhiệm của chúng ta trước mặt Chúa và biết mình phải làm gì. Và qua sự bày tỏ của Đức Thánh Linh mà chúng ta có thể hiểu Đức Trời phán ta như nào này. Quả thật bởi các thần ta đã tạo dựng nên ngươi, chính ngón tay của ta đã lấy bụi đất để gì? Nắn lên thân thể của ngươi. Ta tạo dựng lên ngươi bởi cái thần tánh của ta, theo ảnh tượng tốt lành của ta. Để làm gì? Để cho cả thân thể xác thịt của ngươi với tâm linh ngươi thờ phượng ta, công bố lời của ta, công bố là thật. Được chưa? Đó là ý nghĩa mà Chúa muốn chúng ta hiểu. Ngay có nhiều người đến đền thờ không biết tại sao mình đến đây, thì muốn mình có một cái tôn giáo thôi. Có nhiều người ngày hôm nay mang chức lãnh đạo còn không biết mình là gì ở trước mặt Đức Chúa Trời nữa. Họ thờ phượng Đức Chúa Trời theo cách của họ, họ bắt Đức Chúa Trời phải nhận của lễ của họ theo cách của họ. Nhưng Chúa muốn chúng ta phải hiểu biết rằng chúng ta đang thờ phượng Đức Chúa Trời, và Ngài là ai, bổn tánh Ngài là gì, Ngài muốn cái gì, Ngài ghét cái gì. Chúng ta phải thờ phượng Chúa theo đúng, theo luật của Ngài. Ngày nay người ta phải có tiêu chuẩn ISO 9001, 9002, thằng chất lượng cao mới bán được hàng cơ mà.
Tại sao chúng ta thờ phượng Chúa để bắt Chúa phải nghe chịu những cái gì mà chúng ta muốn Ngài? Hầm, chúng ta phải làm theo điều Chúa muốn. Vì trong sách có chép về tôi, này tôi đến để làm theo ý muốn của Chúa. Khi chúng ta được Chúa nhận cho được làm con của Ngài, và chúng ta nhờ Thánh Linh mà chúng ta biết được ý muốn của Chúa đã cứu chuộc chúng ta, không chỉ ban cho chúng ta sự sống đời đời, mà còn cho chúng ta quyền đồng kế tự với Đấng Christ, đồng kế tự với những gì mà Chúa đã cho chép trong Kinh Thánh này, đã là nói về chúng ta, đó là trách nhiệm chúng ta phải làm. Chúng ta nhận biết mình phải làm gì để có thể thừa hưởng được điều Chúa hứa được chép trong Kinh Thánh. Do đó chúng ta phải được tái sanh, phải được đổi mới tâm trí mình. Chúng ta phải được biến đổi theo ảnh tượng của Đấng tạo dựng nên mình. Làm sao chúng ta có thể biến đổi theo ảnh tượng của Đấng tạo dựng nên mình được? Căn cứ thần lời đã chép. Ảnh tượng của Chúa là gì? Yêu thương, nhân từ, chậm giận, đầy ơn. Tất cả những bổn tánh tốt lành của Chúa được chép trong Kinh Thánh này. Và những điều Chúa bảo chúng ta đừng làm, nếu ta không làm, một thời gian sau thôi chúng ta sẽ mang cái bổn tánh mới của Chúa. Mang bổn tánh mới của Chúa. Đơn giản thôi, quý vị về có thể lấy một tu lô viết để vào cái cục nam châm. Một ngày sau quý vị bỏ ra nó hút các cái vật khác nhỏ hơn nó là nó hút luôn. Nó được nhiễm cái từ đó. Nếu ta cứ gắn chặt mình với lời của Chúa, làm theo lời của Chúa, chúng ta bắt đầu ghét điều ác, ghét nói dối, ghét những cái điều mà tội lỗi. Chúng ta bắt đầu mang bổn tánh của Đấng tạo dựng lên mình. Chúa tạo dựng ta bằng lời của Ngài. Vì chúng ta xem lời Chúa chép gì về lẽ thật này. Giăng đoạn 3 câu 3 và câu 5 đến câu 7 chép: Đức Chúa Giêsu tiếp tiếng đáp rằng: quả thật tôi nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Trời. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật tôi nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sanh lại. Kể khi tổ phụ là người Adam phạm tội, thì quyền phép của Đức Trời ban cho con người bên trong đó bị mất đi, bị trói buộc bởi chính tội lỗi của xác thịt của con người, cho đến khi người bên trong đó nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Nhận được sự tha thứ chưa xong đâu, chính chúng ta phải nhận biết rằng mình phải nhận lại được cái quyền ban đầu mình vốn có trước khi Adam phạm tội. Mình phải đòi hỏi, mình phải đến với Chúa bởi đức tin, hành động theo lời của hứa của Chúa, hành động theo lời luật pháp của Chúa, theo nguyên tắc của lời Ngài. Bây giờ chúng ta mới nhận được lại quyền phép ban đầu của mình để trở lại làm con cái của Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải được trang bị những sự hiểu biết, sự khôn ngoan, sự thông sáng cái lẽ thật của Chúa. Nhưng nếu chúng ta không đổi mới tâm trí mình thì làm sao chúng ta có thể hiểu được, không thể nhận biết được nó. Đó là do tại sao mà Chúa muốn chúng ta hiểu được lẽ thật mầu nhiệm. Laban đem Jacob vào trong nhà của mình và bây giờ bày tỏ cái lẽ thật ra, sự thật ra cùng cốt nhục như vậy đó. Jacob vui lòng ở lại một tháng. Ý là hình ảnh cho ông ta là chúng ta nhờ lời của Chúa bày tỏ cho ông ta, giống như Phaolô nói là gì, khi đã được Đức Chúa Trời vì tình yêu Ngài là gì bày tỏ con của Ngài cho ông thì ông không còn bàn với thịt và huyết nữa. Ông biệt riêng mình ra, không lên thành Jerusalem, không giới thiệu mình ai cả, biệt riêng mình ra trong đường vắng 3 năm, tại đó chỉ có ông với Chúa mà thôi. Và bây giờ ông nhận được sự tái sanh, ông được đổi mới tâm trí, ông được Đức Chúa Trời đưa trong tầng trời thứ 3, tại đó ông nhìn thấy những điều mà gì chưa bao giờ nhìn thấy bao giờ, và qua ông Đức Chúa Trời bày tỏ lời của Chúa cho của Thánh của Ngài. Roma đoạn 12 câu 1 câu 2 chép: Hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em, đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 17 đến 21 chép: Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em hầu chỉ biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và quyết biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ê-phê-sô đoạn 3
câu 14 đến 19 chép: ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề dài, bề rộng, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy rẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm điều này ở trên cuộc đời của Phao-lô. Khi ông nhìn thấy ra trên thuộc linh, ông nhìn thấy con đường Chúa vạch tỏ cho ông rồi, ông không còn bàn với thịt và huyết nữa. Ông bịt riêng ra để đến gần với hòn đá sống. Và từ đó, Chúa khiến ông lăn hòn đá ra khỏi miệng giếng và lấy được nước giếng nghĩa thật của Chúa ở trong giếng đó, và qua ông ban phát điều đó cho chúng ta đến tận ngày hôm nay. Như vậy chúng ta dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì trong sự mầu nhiệm của lời Chúa đến kỳ đã định để mở ra cho chúng ta. Chúng ta phải hiểu rằng con đường của Chúa đã làm cho Gia-cốp trong bóng thì ngày hôm nay làm cho chúng ta trong hình. Điều đã xảy ra cho các thánh đồ của Chúa, đặc biệt qua sứ đồ Phao-lô, ấy là Ngài muốn chúng ta hiểu tôn trọng lời của Chúa. Chúng ta có thể nhờ lời của Chúa để cho mình được nên thánh, để được trang bị cái sự hiểu biết của Đức Chúa Trời, không phải chỉ trang sức cho chính mình, nhưng là để gì? Để mang điều đó có sức lực, có khí giới để giải phóng chính mình, rồi giải phóng người khác và nuôi dân sự của Chúa nữa. Gia-cốp đã ở lại với La-ban sau khi nghe được những lời người nói với mối quan hệ cô nhục đó, là những bóng chúng ta ngày hôm nay như sự tỏ ra của Đấng Christ, như sự tỏ ra của Đức Thánh Linh, mà chúng ta biết được chúng ta là ai trước mặt Đức Chúa Trời. Và Chúa muốn chúng ta ở lại với Ngài, cứ ở trong Ngài, để chúng ta được Chúa trang bị, được nên thánh. Và khi chúng ta đã được Chúa huấn luyện trang bị đầy đủ rồi, nhận được quyền phép từ trên cao rồi, bây giờ Ngài bắt đầu sai chúng ta đi để chăn chiên của Chúa. Những bài kế tiếp chúng ta sẽ nhận biết tiếp những lẽ thật mầu nhiệm Chúa dẫn dắt để đào tạo Gia-cốp trở thành người chăn chiên, cũng như chính là sự huấn luyện Chúa dạy chúng ta phải từng bước như thế nào để trở thành người chăn chiên của Đức Chúa Trời.